đối với lại cái doanh nghiệp trong ngành khô sâu á, việc tham gia vào cái chứng chỉ rừng là một cái việc làm mà có thể nói là nó vừa là mục tiêu của doanh nghiệp mà cũng vừa là cái yêu cầu của thị trường. Cụ thể là về mục tiêu thì các doanh nghiệp hiện nay muốn bền vững thì phải đi trên ba trụ cột, vừa kinh tế, xã hội và môi trường, thì đó là một cái hướng đi tất yếu. Cho nên là mỗi doanh nghiệp cũng đều đặt ra cái mục tiêu cho mình như vậy. Thị trường hiện nay người ta dùng các cái sản phẩm mà được cấp các cái chứng chỉ như FSC hay là PEFC thì cũng là một cái xu hướng buộc các doanh nghiệp phải chuyển động theo hướng đó thì mới có thể vào được các cái thị trường. Đầu tiên là các thị trường khó tính, nhưng mà tương lai thì các thị trường người ta đều yêu cầu theo hướng đó. Hiện nay đó thì cụ thể là trong thành viên của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có 3 doanh nghiệp cao su đang bước đầu thực hiện theo hệ thống chứng chỉ rừng của Việt Nam, và qua đánh giá sơ bộ của các cái nhà tư vấn cũng như là cơ quan đánh giá thì nhiều điều kiện để đáp ứng và sẽ được cấp chứng chỉ sau khi khắc phục một số lỗi. Và từ đó thì chúng tôi rất là hy vọng là các doanh nghiệp cao su sẽ đáp ứng được cái điều kiện để có thể thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo hướng dẫn của quy định pháp luật Việt Nam hiện nay, và hướng đến thực hiện không những là chứng chỉ rừng của Việt Nam mà cũng có thể đáp ứng được những chứng chỉ rừng của quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng là còn một số hạn chế mà các doanh nghiệp ngành cao su cần phải sớm khắc phục cải thiện để có thể đáp ứng đầy đủ. Trong đó thì quan trọng nhất là những cái quy trình kỹ thuật của ngành cao su cần phải tiếp cận với các cái giải pháp quản lý bền vững. Cái thuận lợi của cái doanh nghiệp mà như chúng tôi làm trong ngành cao su lâu năm đó là cũng đã đi theo các cái quy trình về ISO trong tất cả các khâu và có ý thức trong vấn đề về bảo vệ môi trường hay là thực hiện tốt cho công việc của sở. Tuy nhiên cái khó khăn đó trong bộ tiêu chuẩn cấp chứng chỉ nó rất nhiều vấn đề chi tiết, cho nên để thực hiện được các cái tiêu chuẩn phải có quá trình. Để làm được việc đó thì kinh nghiệm của anh em trên cái mảng này chưa nhiều, mặc dù đã làm ISO trong nhiều năm rồi. Vấn đề nữa đó là giai đoạn đầu thì là cái giá thành sản phẩm nó cũng phải chịu cái chi phí về cái quá trình vừa xây dựng vừa thuê tư vấn. Đối với lại đơn vị quy mô quá nhỏ thì cái này là càng là chịu áp lực lớn. Với các cái giải pháp quản lý bền vững mà trong những cái hướng dẫn của phương án quản lý rừng bền vững của Bộ Nông nghiệp thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có cơ sở để sớm khắc phục, và do đó thì số lượng và diện tích quy mô của các doanh nghiệp ngành cao su đạt được chứng chỉ rừng có thể sẽ được mở rộng và tăng dần trong các năm sau. Hiện nay thì doanh nghiệp cao su Việt Nam thì đang chiếm giữ khoảng 50% diện tích cao su toàn quốc, tức là khoảng trên 400.000 hecta. Cho nên là nếu với một quy mô lớn như vậy, nếu các doanh nghiệp cao su Việt Nam tham gia thực hiện chứng chỉ rừng và các cái phương án quản lý rừng bền vững thì sẽ đóng góp một cái diện tích rất là quan trọng cho tổng diện tích rừng của Việt Nam được thực hiện theo giải pháp quản lý bền vững và có được chứng nhận. Và việc mà xây dựng phương án quản lý rừng bền vững sẽ còn giúp cho ngành cao su và đặc biệt là các doanh nghiệp có được những biện pháp để quản lý vườn cao su hay là rừng cao su một cách bền vững, hiệu quả, kinh tế, và đồng thời cũng thể hiện được trách nhiệm của ngành cao su đối với phát triển bảo vệ môi trường và xã hội.